Xin chào Quyên Lê. Cái sự kiện nào mà đông đủ rất là nhiều người như vậy Quyên Lê ạ? Hôm nay thì Quyên Lê và Futsu sẽ tham gia một cái event, đó là kick off các dự án của Nam Long Group nha cả nhà. Nói đến Nam Long là một tập đoàn khá lớn của Quyên Lê, có khá nhiều cái dự án và rất là có tên tuổi trên thị trường rồi. Thì cái vị trí của Quyên Lê và Futsu đang đứng ở đâu thì Quyên Lê có thể giới thiệu cho mọi người biết được hay không? Tất nhiên là được chứ. Thì hôm nay Quyên Lê và Futsu đang có mặt tại dự án Waterpoint của Nam Long Group. Thì vị trí nằm ngay ở Long An luôn á, anh Futsu ha. Rồi, mình di chuyển một vài cái thùng đi để xem cái dự án này nó có gì mà thu hút đến mấy ngàn gọi là chuyên viên môi giới đang tập trung tại nơi đây phòng Quyên Lê. Nói đến cái dự án này là đến 355 hectare là Quyên Lê à? Đúng rồi, dự án này là hơn 300 hectare luôn anh ạ. Cho ra khá nhiều là nhà phố nè, biệt thự vườn, căn hộ và nơi đây là một khu chuẩn đô thị. Nói chung là bên này á, mặc dù là chủ đầu tư Việt Nam nhưng sẽ là cái phong cách Nhật Bản á anh Sửu ạ. Chính xác. Và ở đây thì có rất là đầy đủ các sản phẩm như là căn hộ nè, nhà phố nè, shop house nè, biệt thự song lập và đặc biệt là có những cái căn dinh thự và biệt thự đơn lập ven sông luôn anh. Quá tuyệt vời, một cái sự kiện gọi là lớn nhất nhì trong cái thời điểm bất động sản gọi là đang có khó khăn không? Đúng rồi anh Sửu, và Quyên Lê đang thấy rất là đặc biệt là mặc dù là thị trường bất động sản hơi chậm nhưng thì cả nhà hãy nhìn đây, đây là một cái kick-off event mà rất là nhiều các nhân viên kinh doanh quan tâm, thì chứng tỏ thì cả nhà thấy là thị trường bất động sản có chậm hay không nha. Đúng rồi, gần như có sự khởi sắc. Và nếu mà Nam Long thời điểm này tung ra thì sẽ có một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng khi mà lựa chọn mua ở nơi đây. Mà Quyên Lê có nghe nói là cái chính sách thanh toán là rất đặc biệt, lên tới 2 năm luôn anh Sửu. Chính xác, và đồng thời là có những cái chương trình khuyến mãi ưu đãi. Và đối với những cái dòng sản phẩm và là căn hộ hoặc là nhà ở thì có chính sách là cam kết cho thuê nữa Quyên Lê. Ồ vậy anh Sửu, cái này là Quyên Lê mới nghe nha. Lần đầu tiên mà khi những cái sản phẩm hoặc là những khu đô thị vệ tinh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà có những cái chính sách cực kỳ hấp dẫn cho thu hút khách hàng. Quá tuyệt vời không? Thực sự là quá tuyệt vời. Và thiếu nữa là Quyên Lê rất là hóng cái chính sách mở bán của bên chủ đầu tư này như thế nào. Chính xác. Phước Sửu và Quyên Lê cùng hồi hộp chờ đợi xem những cái giá cả mở bán và những cái chính sách bán hàng để xem đây là một có phải là một cái sản phẩm mà khách hàng lựa chọn là một nơi gọi là đầu tư ăn cư lạc nghiệp hay không nha. Cả nhà hãy cùng chờ đợi Quyên Lê và Phước Sửu ra cái chính sách như thế nào nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhiều video sau.